Dạ, em chào cô. Chào anh. Đây, đó. Tính bán mấy con này á hả? Này có thai hết hả cô? Dạ. Thôi bây giờ tôi không có lãnh bao, tại vì ở đây 3 tháng nó mới phát chí. Là bảo đảm, còn cái này giờ thôi. Cái đó mới có 1 tháng là thành ra tôi không có cũng như là. Cô cho nó uống nước đồ chưa? Rồi. Rồi coi như là con nói còn không không, cũng như là chưa đi. Để đi cho dễ nha. Ok. Tại vì nó đâu có giấy. Dạ. Ở đây 3 tháng nó mới thú y lại mới khám, nó mới đưa giấy mình là nó bảo đảm. Dạ. Dạ. Nó đi sao đó. Cái hồi đó mua không được mà cứ đi nó lít men đó. Mới chuyện tháng hơn tháng nay rồi thôi, giờ tôi không có giấy rồi tôi không có lãnh luôn. Còn mấy con kia là bao chữa hết ha. Dạ. Thấy con hơi lạ, nó cũng chao nè. Dạ. Rồi cô cho con thông tin cái bò này mình phối bò gì? Này bò có bò kem. Phối bò kem. Bò đẹp quá. Tròn trịa mập mạp quá. Rồi mình có dự định là mình bán nhiêu tiền chưa? Giờ tôi nói thì ví dụ chú có thấy là có góp ý, có cô qua bên khách, có bất khách gì với tôi thì thấy như giờ nhiều khi tôi nói thì nhiều khi chú cũng nói hơi cao thành sao nhé. Rồi. Tôi nói đi rồi chú mấy góp ý với tôi coi là sao nó hợp lệ với người mua. Rồi, ok. Con này là 7 tháng rưỡi nè. Chưa 7 tháng rưỡi. À, 7 tháng rưỡi. À. Con đó 6 tháng rưỡi. À. Con này là 3 tháng rưỡi nè. Rồi. Mà giờ theo lẽ con này thì nó ít tháng hơn mà nó đẹp hơn. Dạ. À, còn con này nó cao tháng hơn mà nó không bằng ta. Đúng rồi. À, thì con đó cũng khá mà nó 6 tháng rưỡi theo lẽ 25 được không? Cô định bán 25, con nè. Mỗi con là 25 triệu. Mà thí dụ như chú thấy cao ha là sao thì chú góp ý hợp lệ với cái người mua đi. Còn cái bán. Con chưa bao này là con cô định bán sao? Thì chú tính làm sao tôi không bao này thì chắc nó không có chữa thì nó phải thấp hơn ta. Dạ đúng rồi. Nó phải thấp hơn ta. Tại vì tôi nó lấy cái men nó đúng ngày đúng tháng nó mới lên giống. Thì cho nên người ta vậy người ta cũng một lượt. Mà người ta đã 5-6 tháng hết rồi, còn nó là mới có 1 tháng à. Tháng mà trong khi đây 3 tháng thú y nó mới. Mấy con này cô đó cô phối sớm quá. Hả? Đúng rồi, mình phối sớm quá làm ra con bò nó bị ngẩn, sau này nó không bự được, không được bự con. Nhưng mấy con này sau này chắc lội à. Mấy con này đẻ con nha, nó bự xác nó lớn. Nó cái thú y nó là con bò mấy nước nè. Con này nó cũng thuộc về cái dòng của bò này thôi à. Yeah. Chứ không phải là Redman. Nó ai biết thú y mà đều thấy nó lên chậm hơn. Yeah. Người ta hết rồi, nó mới có 1 tháng đó mà giờ nó chưa có giấy rồi thôi tôi không bảo đã. Nghĩ đó nên xui rồi nó mua. Theo con góp ý nha. Con góp ý thì cái con này á thì 25 triệu là ok nè. Còn cái con này thì nó hơi bé. Đó nên giá trị của nó không được 25 triệu. Thì tôi nói vậy đó. Chú góp ý. Cũng vừa tôi tiền cho người ta mua, người ta nuôi tôi rồi. Cũng giấy nó. Đi về với người ta cũng sạch sẽ đàng hoàng. Mấy con này hồi đó cô phối sớm quá sớm. Nên cái nào nó không được bự, để phải bự như cả con này phối mới vừa. Sau này nó mới bự con nữa. Tại vì tôi hồi đó tôi cũng tính để mà giờ cái nền nó bị hư đó. Giờ tôi tính với nhà tôi mắc giữ cháu rồi thành ra tôi cũng hơi bề bộn quá rồi tôi cũng tính vậy đi rồi mai mốt rồi tôi sửa cái chuồng lại bắt lại chứ cái chuồng vậy mà đâu có nghỉ. Dạ đúng đó. Rồi. Với hồi đó tôi mới mua là. Rồi. Như con này đẹp. Đúng này, rồi. Hồi đó mua cũng cao tiền hơn người ta. Đúng rồi, mình cái con bò bự tiền, con bò bự con phải giá trị phải cao chứ.
Vì hồi đó tôi mới mua lần đầu á, trên điện thoại tôi cũng không có rành. Dạ. Yeah. Cái tôi được một lần rồi cái từ từ đó là sao cái tôi mới. Mấy bò này là con mua nữa. À, đó cô phải để cho nó cả tầm 17 tháng, 16 tháng mình phải phối. Này cô phối sớm quá. Cái này nó bị ngẩn bò, nó lo nó phát triển cái thai không á, đâu phát triển cơ thể. Này hôm đó giá cũng gì mấy tháng chứ mấy. 3-4 tháng cô phối rồi phải không? Chắc cũng cỡ đó. Tại tôi bắt cái này hôm tháng 2 âm lịch của mình mà nay tháng 2 rồi là giáp năm. À, bò thì đẹp. Bò này con không chê nó xấu nhưng mà có một cái là nó phối sớm quá nó hơi tàn, nó không được lớn. Như mấy con kia phối chữa bán ok. Rồi còn bây giờ là quyết định chốt giá là sao đây cô? Con bò tơ đó giờ cô định bán nhiêu tiền? Cô nói đi đây, con biết con góp ý cho. Con bò tơ đó thay lấy 20 được không? Được chứ. À, tại vì nó người ta có chữa còn nó bò đẹp chữa, mà nó phối được tháng mấy rồi mà. Mà đều hợp cái đó là tôi không. Còn hai con này giá trị của nó không được 25 triệu nha. Ừ thì mặc dù là nó có thai lớn nhưng mà nó giống như là cô phối sớm á. Nó không có đạt gì quá. Tôi nhìn tôi biết nhưng mà tôi nói vậy rồi chú còn góp ý. Yeah. Còn sao? Bò này theo khoảng tầm 22-23 triệu một con thôi. Nếu mà đúng giá thị trường hiện nay hiện tại bây giờ. Bao chữa mấy con này là bao chữa 6-7 tháng hết rồi nha anh chị. Đó, thì theo con này chắc khoảng tầm 23 triệu được. Con này kêu giá khoảng tầm 22 triệu thôi. Để mà người ta mua về người ta nhắm đó, người ta còn có thể có cái lãi. Chứ để mà mình bán cái mình bán giá cao quá nhiều khi người ta mua cái người ta về cái người ta nuôi lỗ. Rồi bây giờ là chốt giá con này 20 triệu đúng không? Đẹp quá. Bò đẹp quá cô chú anh chị các bạn. Dạ, bây giờ theo giá của con thảo luận với cô đồng ý không? Đã không biết con rồi, báo giá luôn. Vậy thì chú đồng ý rồi chú coi tính giùm tôi. Dạ rồi ok, bắt đầu là mình báo giá công khai luôn nha. Thì ngày hôm nay em có đến đây thuộc xã Mỹ Phong của thành phố Mỹ Tho. Tới đây để ghi hình và báo giá giùm cho cô chủ nhà này 4 con bò cái tơ và tình trạng là đang mang thai và có một con phối tinh rồi hơn 1 tháng anh chị. Đó, về ngoại hình của nó thì em thấy là 4 con bò này cô nuôi rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Đó, nhìn thấy nè anh chị thấy không? Có con này thì khá là bự con. Con này thì chiều cao tại phía sau khu của nó phải trên 1m3 tại vì em lạ đó nên nó cũng hơi thủ ha. Cô chú anh chị các bạn thấy biết rồi. Bò thì đẹp nha, ngoại hình thì khá là ok. Chốt giá con này cho anh chị giá 25 triệu nè. 25 triệu. Đây. Ở trong chuồng nó dày dẫn ra ngoài thấy nó bự hơn nha anh chị nha. Đó, mình nhìn ngoại hình mình thấy mình biết là con bò nè. Bô lai xin, chân móng đi đứng hoàn thiện. Chân móng sò. Đây. Và kế bên con này thì ngoại hình cũng khá là bự con nè. Tơ nha, con này phối được tháng mấy rồi. Đây. Thì cô chốt giá bán cho anh chị giá 20 triệu nhưng mà chưa khám được. Còn mấy con kia là có giấy tờ hết luôn cô. À, có giấy phối tinh rồi luôn hả con? Ở đây thì bác sĩ thú y có phối tinh con bò này rồi và có giấy đàng hoàng cô chính chịu các bạn. 20 triệu là một mức giá khá là hợp lệ cho anh chị luôn. Con bò chưa giấy khám đúng không? Chưa giấy khám nhưng mà thú y đã có gieo tinh rồi. Đây ở đây là tại đó rồi. Chân móng và móng sò nè anh chị, rúng nè, cấp mình nói chung là quá đẹp tuyệt vời con bò này rồi. Anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ ủng hộ giùm em ha. Rồi, chốt giá cho anh chị 20 triệu nha, chiều cao tại phía sau khu khoảng 1m3 bò. Và hai con này là hai bò lai bảo Bombay. Nói về thùng tàn của nó thì đẹp. Thùng thì có thùng. Dậu yếm thì đầy đủ, rúng thì đầy đủ, một cái là nè, chiều cao của nó hơi khiêm tốn. Con này chiều cao tại phía sau khu khoảng tầm 1m24-25 bò. Nè, con này ha. Mang thai con này 7 tháng mấy hả con? 7 tháng rưỡi. Đó, anh chị thấy không?
Dạ vú nó xuống nặng rồi. Và chốt giá cho anh chị con này giá 22 triệu, bao chữa 7 tháng rưỡi nha. Chân móng nè. Đây. Thùng tan, lai Bombay nha. Dòng này thì nói chung là nó đẻ con rất là nhạt con. Đây, anh chị nào xem cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ với em nha. Nè, ngoại hình nè anh chị. Về ngoại hình, anh chị xem cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ em ha. Còn con bên đây thì đang mang thai được 6 tháng rưỡi anh chị. Và chốt giá con này có giá là 23 triệu nha. Mấy con bò này thì chiều cao chắc có lẽ là em lại gần nó không được rồi cô chú anh chị các bạn ơi. Em lại gần nó em đo chắc không được tại nó lạ chuồng á, lạ chỗ á. Ủa nó lạ với em chứ lộn, xin lỗi. Em đi lại nó lạ, nó hơi chao nên chắc có lẽ là đo không được. Nhưng mà về ngoại hình thì em kiểm tra dùm cho anh chị rồi. Ở đây thì đi đứng hoàn thiện ha, tình trạng ăn uống thì đảm bảo. Ở đây thì cô cho ăn cỏ với lại rơm khô. Cỏ này thì cũng cỏ trồng ha anh chị. Rất là mập mạp nè, tròn trẻ anh chị thấy không. Bò thì cô nuôi rất là kỹ nha. Chuồng trại sạch sẽ. Nuôi bò nhầy nè. Đó, con bò nó mới không có bị nhiễm bệnh, không có bị nhiễm khuẩn. Vi khuẩn không có ha, trong chuồng trại rất là sạch sẽ luôn. Anh chị thấy con bò tơ không? Con này chỉ 20 triệu anh chị. Chuỗi lũi luôn. Con này ok nè. Còn con này thì chữa 3 tháng rưỡi 4 tháng nè. Này bô nha anh chị. Đấy, con này chốt giá 25 triệu bao chữa. Chuồng này nó hơi trơn á. Dạ. Cái chuồng của cô đó, cô ấy xi măng nhiều quá nó già. Nên nó bị trơn. Bò thì đẹp. Rồi ví dụ như mà người ta có nhu cầu người ta mua hết 4 con này rồi cô có bớt xớ gì cho người ta thêm không? Tại cô cũng phụ hỗ trợ thêm cái phần tiền vận chuyển hay này kia không? Thôi tôi 4, nếu mà hết 4 con thì tôi bớt 1 triệu. Xe xa gần giống biết mà tôi bớt 1 triệu. À là nếu như mà mua hết 4 con này thì cô sẽ hỗ trợ cho người ta thêm 1 triệu bớt tiền xe. Đó. Anh chị thấy không? Bò thì rất là mập mạp, rất là dễ nhìn luôn ha. Thì anh chị nào có nhu cầu mua thì có thể liên hệ ủng hộ cô chủ nhà. Mà giờ cô nhớ số điện thoại của mình không? 038 660 1364 là dạ thím 5. 038 660 1364 là số điện thoại của số điện thoại của cô Năm. Cô Năm ở đây thì đang ở xã Mỹ Phong của thành phố Mỹ Tho. Cô chú anh chị và bạn nào có nhu cầu mua thì có thể đến đây để xem bò, thương lượng giá hoặc là có thể chốt trực tiếp trên sóng của kênh Chăn Nuôi Ba Tri. Hoặc là cô chú anh chị và bạn có thể mua với hai hình thức. Thứ nhất là trả góp và thứ hai là tiền mặt ha anh chị ha. Còn cái vấn đề mà thủ tục mua trả góp như thế nào và cái lãi suất ra sao thì cô chú anh chị và bạn có thể liên hệ với số điện thoại của em 0383 777 696 để có thể chốt ở đây, để có thể mà được tư vấn cũng như là được hỗ trợ thông tin cho nó chính xác ha cô chú anh chị và các bạn. Rồi cô đi lại đây con lấy tấm hình con. Rồi ok, bây giờ em cũng đã đến đây là một đoạn video ngắn hỗ trợ cô bán những con bò này. Và bây giờ em xin gửi lời chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp. Chào khán giả đi con.